sự thật về Đồng Tâm hay sự thật về một kẻ thao túng dư luận? Điểm nóng Đồng Tâm với các tranh chấp giữa người dân và tập đoàn Viettel đã trở thành chủ đề được giới dân chủ quan tâm. Giới dân chủ thèm muốn được can dự, được tổ chức những hoạt động phản đối Viettel của người dân Đồng Tâm mà bất thành. Thế là giới dân chủ chuyển sang đặt điều nói xấu lãnh đạo và cố tình mổ xẻ sự việc Đồng Tâm theo hướng chính trị. Trong một bài viết có tên Cú lừa ngoạn mục của Cộng sản đăng trên Dân Làm Báo đã bịa đặt rằng trong dịp này, các quan thanh tra cũng đóng luôn vai trò công tố viên đề nghị đám công an thành phố cùng với cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Điều này có hàm ý đảng ta sẽ truy cùng đuổi tận những cá nhân sử dụng đất quốc phòng, tức là những người đã đứng lên bảo vệ đất trong biến cố Đồng Tâm vừa qua. Nhưng trên thực tế, những tranh chấp trong vụ Đồng Tâm đã được điều tra và công bố công khai kết quả như sau. 1. Trong quá trình quản lý về dân cư và trật tự xây dựng, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Đến nay đã kỷ luật về đảng đối với 19 cá nhân có sai phạm, 8 người bị xử lý kỷ luật khai trừ đảng, 6 người bị cảnh cáo, 5 người bị khiển trách. Kỷ luật về chính quyền 14 người, cảnh cáo 12 người, khiển trách 1 người và buộc thôi việc 1 người. Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố 14 bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. 2. Vào tháng 2 năm 2017, một số công dân tự ý tổ chức đo đạc phân lô trên phần diện tích đất tập đoàn Viễn thông Quân đội đang thực hiện dự án quốc phòng trong diện tích đất sân bay Miếu Môn. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đã có thông báo nêu rõ đây là đất quốc phòng, nhưng một số công dân vẫn cố tình đưa máy móc để chia đất, xây dựng công trình trái phép là hành vi chiếm đất quốc phòng, coi thường pháp luật, vi phạm nghiêm trọng khoản 1, điều 12 luật đất đai năm 2013. 3. Đối với 3 nội dung kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân xã Đồng Tâm đã được thanh tra thành phố làm rõ. Theo đó, không có diện tích 59 ha đất nông nghiệp xứ Đồng Xanh như công dân nêu. Diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,11 ha là đất quốc phòng. Đề nghị trả tiền bồi thường về đất khi giải phóng mặt bằng khu đất 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng cho nhân dân xã là không có cơ sở. Việc công bố kết luận dự thảo thanh tra ở Đồng Tâm là quá rõ ràng, đúng người, đúng tội, tuân thủ theo pháp luật. Chưa dừng lại ở đó, bài viết còn dùng lời lẽ mánh khóe, nói sai sự thật để kích động lòng người, hòng cố kết vớt vát đổ thêm dầu vào lửa như đúng rồi. Liệu người dân sẽ đồng lòng đứng lên để giữ đất của mình và Đồng Tâm lại một lần nữa dậy sóng vì thái độ lật lọng của Nguyễn Đức Chung và thủ đoạn cướp đất có văn bản thanh tra của tập đoàn Cường Hào Ác Bá và đám quân đội bám bờ buông xuống kiếm tiền? Ở đây, ai mới là người kiếm tiền? Hay chính tác giả đang lợi dụng vụ việc để kiếm chắc những đồng tiền nhơ bẩn từ bài viết đầy dụng ý xấu của mình bởi những kẻ ngoại bang chu cấp để mong chờ tiếp tục có sự bất ổn ở Đồng Tâm sau công bố kết luận thanh tra? Và đây, hãy nghe những lời bộc bạch từ đáy lòng của cụ Lê Đình Kình. Quan điểm của tôi nói về một cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trong thời gian tôi bị chấn thương và đưa ra ngoài, đấy là đồng chí cũng có những cái hết sức quan tâm. Mà thậm chí là có những cái điểm sức khỏe mà khi tôi đang ở nút thắt mà đồng chí quan tâm chăm sóc, theo dõi giúp đỡ tôi để vượt qua những cơn hiểm nghèo, thì có thể nói đối với tôi, ông Nguyễn Đức Chung là ân nhân cứu mạng và đối với nhân dân xã Đồng Tâm, đồng chí đã về trực tiếp giải cứu con tin, làm bản cam kết, thì đây đã thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với nhân dân xã Đồng Tâm. Đây là minh chứng rõ ràng nhất để bác đi tất cả những gì trong bài viết của tác giả cộng tác viên Dân Làm Báo bịa đặt, hư cấu với dụng ý đánh lừa dư luận thiếu thông tin.